Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này bằng một phiên tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 0,61%, hiện tại đứng ở mức 2.360,5 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng trong xu tăng nhẹ, đứng ở mức 105,31 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xu tăng nhẹ, đứng ở mức 60.800 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, đóng cửa tuần này mức 4,502% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 1,34%, giao dịch ở mức 78,2 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp nối đà tăng. Trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ khá thất vọng, lạm phát có thể còn nóng lên. Cụ thể, đến đầu giờ sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần quanh vùng giá 2.360 đô la Mỹ trên một ounce. Như vậy là tăng khoảng 12 đô la Mỹ trên một ounce so với mức giá cùng thời điểm ngày hôm qua là 2.348 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng hôm nay biến động trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ khá thất vọng. Đơn cử như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng vọt cho thấy thị trường lao động trì trệ. Cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan cho thấy sự lạc quan giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua. Người tiêu dùng nhận định lạm phát có thể còn tăng lên. Điều này đã làm thị trường tăng kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ sớm quyết định giảm lãi suất. Theo nhà phân tích Philip Chable của Blue Line Future nhận định, tình hình việc làm thường là vết nứt đầu tiên trong nền kinh tế có thể dẫn đến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed. Khi đó, đồng bạc xanh sẽ giảm giá có lợi cho thị trường vàng. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, theo vị chuyên gia của FXTrade cho rằng giá vàng tăng mạnh sau khi mà nhiều ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất hoặc báo hiệu khả năng hạ lãi suất trong thời gian tới. Lãi suất thấp hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn. Bên cạnh hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hay gọi là PBOC cũng đã bổ sung lượng vàng nắm giữ trong tháng 4 vừa qua. Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác cũng tăng cường nắm giữ vàng trong dự trữ ngoại hối. Theo các nhà phân tích, giá vàng tiếp tục có chiều hướng đi lên trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Giá vàng miếng SJC đã tăng đến 3 triệu đồng trên một lượng chỉ riêng trong ngày hôm qua và lập kỷ lục mới. Như vậy là sau 5 phiên đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước, giá vàng SJC đã tăng đến gần 10 triệu đồng trên một lượng. Nếu so sánh tương đương trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới tăng 2,95% thì giá vàng miếng SJC trong nước tăng đến hơn 7%. Giá vàng trong nước đang tăng với tốc độ cao gấp đôi giá vàng trên thị trường thế giới. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, khẩn trương rà soát đánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian vừa qua và diễn biến thị trường trong nước, thế giới để theo thẩm quyền xem xét thực hiện kịp thời hơn, hiệu quả hơn các giải pháp công cụ điều hành theo quy định pháp luật để ổn định hơn, bình ổn ngay thị trường vàng theo mục tiêu đề ra. Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn hoạt động của thị trường vàng, khắc phục ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường và hoạt động ổn định, hiệu quả, lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng, việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 24 năm 2012 NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2012, quy định pháp luật về cạnh tranh với các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 5 năm 2024, không để chậm trễ hơn nữa. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước cũng đã đảo chiều giảm khá mạnh trở lại. Mặt hàng vàng nhẫn bốn số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì hiện tại chưa có điều chỉnh. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 1.300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 1.100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Đang niêm yết trên cả ba thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 88,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 91,30 triệu đồng trên một lượng.
với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 của công ty này đang mua vào mức 74,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,55 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này được áp dụng cho giá nhẫn bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 74,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,65 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 75,43 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,93 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cả thương mại mua vào mức 25.154 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.484 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.720 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.800 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 70 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 8.880.000, bán ra 9.130.000, giảm 1.300.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.100.000 đồng trên một lượng bán ra. Hay là giảm 130.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 110.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.880.000, bán ra 9.130.000, giảm 130.000 ở chiều mua, 110.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.880.000, bán ra 9.030.000, giảm 130.000 ở chiều mua, 110.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.990.000, bán ra 9.220.000. Phú Quý SJC mua vào 8.990.000, bán ra 9.170.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 9.025.000, bán ra 9.190.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8.850.000, bán ra 9.120.000, giảm 130.000 ở chiều mua, 60.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.970.000, bán ra 9.170.000. Ngân hàng Tbankun mua vào 8.880.000, bán ra 9.030.000, tăng 130.000 ở chiều mua vào, 110.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 9.010.000, bán ra 9.240.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Phiên này cũng được điều chỉnh giảm mạnh, giảm 1.300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 1.100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 130.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 110.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại cũng ở mức 2.500.000 đồng trên lượng. Và đang được niêm yết như sau: STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8.880.000, bán ra 9.130.000. STC Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.880.000, bán ra 9.130.000. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.880.000, bán ra 9.130.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này tạm thời không có thay đổi và đang được niêm yết như sau: nhận bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.485.000, bán ra 7.655.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.475.000, bán ra 7.575.000. Vàng 24K mua vào 7.300.000, bán ra 7.500.000. Vàng 18K mua vào 5.446.8 nghìn, bán ra 5.696.8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.181.7 nghìn, bán ra 4.431.7 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.924.1 nghìn, bán ra 3.174.1 nghìn. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.